Xin chào quý bạn, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu xe bán tải. Một chủ đề mà tôi khá ít khi mà tôi giới thiệu đến các bạn. Nhưng hôm nay thì thật sự tôi thấy rất ấn tượng với mẫu xe này. Đó chính là Colorado đến từ Chevrolet. Một thương hiệu có thể nói là đã bị Vingroup thôn tính. Và trong tương lai thì rất có thể những mẫu xe như Colorado này sẽ mang một cái logo khác. Điều này thì tôi không dám chắc có thể xảy ra hay không, nhưng mà tôi vẫn có một cảm giác mong chờ một chiếc bán tải được sản xuất tại Việt Nam, có thể giữ hình hài và phát triển từ bộ khung gầm của Chevrolet Colorado, vì thật sự đây là một chiếc xe bán tải rất tốt. Ở Việt Nam thì mọi người quen với bán tải Forerunner mà bỏ qua những chiếc xe rất tốt, điển hình như là Colorado này. Đây là phiên bản cao cấp nhất, Colorado 2 Country, được sử dụng động cơ 2.8 lít. Động cơ 2.8 lít của Duramax đi kèm hộp số tự động 6 cấp và 2 cầu đài cầu điện. Xe được trang bị rất nhiều tính năng an toàn mà không phải mẫu bán tải nào cũng có, ví dụ như cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm. Mặc dù cái phần đầu xe này Chevrolet chưa thật sự trau chuốt cho mình, khi xe vẫn chỉ sử dụng cái đèn halogen phản xạ đa hướng, chưa có đèn bi, chưa có đèn led, chưa gì cả. Bù lại thì nó lại có những cái thanh cản rất là to, nó nổi bật lên cái sự cứng cáp của một mẫu xe bán tải. Đây là điều bắt buộc phải có trên một chiếc bán tải, một chiếc xe địa hình như thế này. Cản trước chống va chạm cũng đã được sơn đen và tích hợp sẵn hai cảm biến phía trước, hai cảm biến góc cũng được trang bị. Và phía sau chúng ta sẽ có thêm 4 cảm biến cộng với camera lùi. Có nghĩa là xung quanh xe này chúng ta có tới 8 cảm biến và 1 camera lùi. Những điều thật sự quan trọng cho một mẫu bán tải. Bởi vì kích thước cồng kềnh, đi lại và đặc biệt là khi chúng ta lùi, thì cái việc mà quan sát được hết toàn bộ tổng thể chiếc xe thì gần như là không thể. Do đó cái việc hỗ trợ bắt buộc như là camera lùi hay là cảm biến lùi, cảm biến góc là điều cực kỳ quan trọng. Đây là bộ la răng của xe. Xe sử dụng bộ la răng 18 inch, rất đẹp. Thậm chí là bộ la răng này, cảm quan cá nhân của tôi, nó còn đẹp hơn rất nhiều bộ la răng của những chiếc xe SUV khác. Tay nắm cửa thì được mạ chrome, gương chiếu hậu cũng được mạ chrome. Hơi tiếc một chút khi chiếc xe chưa được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar, một trong những hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn rất tốt. Tuy nhiên thì điều này các bạn có thể trang bị thêm được, chúng ta hoàn toàn có thể trang bị thêm được. Tay nắm cửa cùng màu thân xe, sử dụng chìa khóa cơ, do đó là chúng ta sẽ chưa có một cái nút bấm mở cửa thông minh. Ở phiên bản cao cấp này, chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ. Như các bạn đang nhìn thấy, đó chính là cái thanh trang trí thùng xe rất cứng cáp, thể thao. Và với cái thanh này thôi, chúng ta chỉ cần trang bị thêm một cái thùng quận, giá rất là rẻ, chỉ đâu đó khoảng 12-13 triệu. Như vậy là chúng ta đã có sẵn một chiếc thùng để có thể chuyên chở hàng hóa và cũng đảm bảo tính thẩm mỹ rất cao. Đây là bộ đèn của xe. Đèn thì phần lớn vẫn sử dụng là đèn halogen thôi. Cảm biến lùi, cảm biến góc đặt rất gần nhau các bạn nhé, đảm bảo cái tính ổn định và cái tầm quét ở cự ly gần đối với những vật cản. Đèn hậu rất đẹp và có sẵn cả đèn báo phanh trên cao. Điều này giúp cái xe phía sau rất dễ quan sát khi mà chúng ta phanh khẩn cấp. Hơi tiếc một chút khi thùng của chiếc Colorado 2 Country này chưa được trang bị lót thùng. Và đây cũng là một phần mà các bạn cần phải trang bị thêm. Bởi vì nếu chúng ta để hẳn những đồ kia thẳng xuống dưới sàn ấy, thì rất có thể là nó sẽ bị xước sơn. Và chúng ta nên có một chiếc lót thùng bằng cao su. Khi đó thì những cái vật các bạn để nó sẽ không bị lạch cạch nữa. Còn bây giờ là chúng ta ngó qua một chút nội thất này. Nội thất của xe thì xe được sử dụng toàn bộ là ghế da nhé. Hàng ghế phía sau thì điểm đặc trưng chung của bán tải đấy là nó hơi dựng và nó hơi cứng, bởi vì giảm xóc vẫn sử dụng giảm xóc dạng nít. Chỉ có duy nhất cái Nissan Navara phiên bản L là sử dụng cái giảm xóc bằng lò xo, tạo được cái độ êm ái hơn. Tuy nhiên thì sức chuyên trở lại không bằng. Chất liệu ghế da và chất lượng của ghế rất là tốt. Xe chưa được trang bị cửa gió điều hòa phía sau.
Tôi ngó qua một chút về cabin. Một chiếc xe bán tải nhưng lại rất trau chuốt về khoang cabin. Cái này được mạ chrome hết các bạn nhé. Cả bốn kính đều là lên xuống tự động chống kẹt. Gương chiếu hậu chỉnh điện cụp điện. Ghế lái điều chỉnh điện. Phong cách của một chiếc bán tải Mỹ được thể hiện rất rõ trên cái mẫu Colorado này. Hệ thống đèn được điều chỉnh lùi xuống phía dưới này. Thật ra như này thì nó không được tiện tay, nó không thuận tay lắm đâu. Tôi đã lái thử những mẫu xe như thế này. Và mới đây nhất thì VinFast Fadin cũng đã được trang bị cái kiểu thiết kế như thế này. Mà về cơ bản là tôi không thích lắm. Tay lái cầm rất là chắc chắn, tích hợp đầy đủ tất cả các phím âm lượng. Và tuyệt nhiên là không có một chi tiết mạ bạc hay ốp gỗ gì trên cái vô lăng này cả. Hơi tiếc một chút khi vẫn chỉ sử dụng chìa khóa dạng cơ thôi. Mà đồng hồ rất đẹp nhá. Nó hơi màu mè một chút, nhưng mà thật sự là rất đẹp luôn. Nhìn phê lắm. Chính ra Colorado này là một mẫu xe bán tải rất tốt. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì khách hàng lại không được ưa chuộng cho lắm. Trước đây khi Colorado này mới về Việt Nam mình, sau một thời điểm ngắn thì có hiện tượng là bán bia kèm lạc. Bởi vì lúc đó là người dân săn đón rất kỹ cái mẫu bán tải này. Có những cái ký hiệu cảnh báo va chạm, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được cái mức độ cảnh báo. Các bạn lưu ý là xe mới chỉ có cảnh báo va chạm thôi mà chưa có phanh tự động các bạn nhé. Nếu có phanh tự động thì hoàn hảo, không chê được gì. Ngó qua chút về phần giải trí. Ở đây các bạn sẽ có một cái màn hình DVD 7 inch đi kèm với 6 loa và có kết nối hỗ trợ MyLink. Điều hòa tự động. Những cái nút bấm được bố trí rất là to, dễ điều chỉnh và có thể nói là trực quan. Ở phía dưới chúng ta sẽ có thêm các phím chức năng, ví dụ bật tắt cảm biến này, lựa chọn chế độ đổ đèo, cân bằng điện tử và bật tắt chế độ cảnh báo trạch làn. Hiện tại giá của chiếc Chevrolet Colorado này đang được niêm yết ở mức là 819 triệu thôi và đi kèm rất nhiều chương trình khuyến mại. Chi tiết về thủ tục trả góp cũng như là giá xe, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline ở bên trên video và phía dưới mô tả để có được thông tin chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.